Xin cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều. Chắc Như Lan phải đứng lên đây để cho nói cho mấy anh chị em ở phía sau biết là đêm nay không biết quý vị ngồi dưới nghe Như Lan sao, nhưng mà trên đây âm thanh rất là tuyệt vời quý vị ơi. Cho nên là quý vị hãy giúp cho Như Lan cho dàn âm thanh và ánh sáng của anh Đức một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dankeschön. Thank you very much. Và cũng vì vậy cho nên là thôi cho em dịu lại xíu, cho em thở. Gửi tặng cho tất cả quý vị một nhạc phẩm thể theo lời yêu cầu của một vài quý vị khán giả đã inbox cho Như Lan. Thường thường Như Lan hát nhạc phẩm này là qua điệu techno, nhưng mà sẵn đây không ai được nhảy hết, cho nên Như Lan dịu lại một xíu, nửa bài, nửa một bài rưỡi thôi ha. Cho tất cả quý vị một nhạc phẩm rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn mang tựa đề Về Đây Anh. I love you. One more time, here we go. Và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông bầu trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Để đây anh về quá khứ đã cho đôi ta mộng mơ, về đây anh một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ này, một trời ân ái, mình hãy sống buông lời thật dễ. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Sẽ mang ta đến những nơi gần với nhau. Yo 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 yo, một lần nữa nghe lại tất cả quý vị, tự động một xíu giơ tay lên lên nóc nhà luôn quý vị ơi. Up 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 up.
Yeah.